lúc trước có bị quýnh đập ha, chửi bới gì không? Quýnh dữ lắm. Chồng cô quýnh cô hả? Ừ, nó uống rượu nó quýnh dữ lắm cô ơi. Rồi tôi cũng không bỏ nó, tại vì có con rồi cô. Tôi cũng không bỏ, tôi đeo tôi ở, tôi gả cho ba đứa hết trơn. Tôi có ba đứa con gái đó. Tôi gả hết. Sao mà con không ở với ba mẹ mà con đi ở với ngoại vậy? Con ở với ba mẹ không nổi. Sao vậy, sao không nổi? Ở với cha thì mẹ quýnh. Ở với cha thì mẹ quýnh. Rồi ở với mẹ thì sao? Bị cha ghẻ quýnh. Trời ơi. Ở với ngoại. Con không ở với bà ngoại. Con không ở với ngoại à. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Hiển xin đưa cô chú anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh, đó là gia đình của cô Lại Thị Lấn. Dạ, thì cô đang ở với bốn đứa cháu nhỏ và cái hoàn cảnh này cực kỳ đặc biệt, rất là khổ cô chú anh chị. Mấy bà cháu là không nhà, không cửa, không đất đai gì hết á, là dựng chòi hết chỗ này tới chỗ kia xin người ta để ở đậu, mà toàn bộ là dựng chòi hơi rất là khổ. Cái chòi phía sau lưng Hiển đây cô chú anh chị thấy nguyên một cái chòi giống như cái liều vậy đó, là bằng cao su đó. Là mấy bạn là chỗ ở của mấy bà cháu hiện tại, và cái chòi này mới dựng được khoảng 1-2 tháng nay thôi, là mới hơi yên ổn thôi, còn trước đó là ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ chòi và ngủ nhiều năm nay. Thì cũng xin nói là cái hoàn cảnh này tại sao là như vậy. Thì lúc trước là cô có chồng, cô ở nhà chồng, nhưng mà do là ở với chồng đó là bị chồng cũng say rồi đánh đập chửi bới, rồi cô chịu không nổi, cô bỏ đi. Thì cũng đã nhiều năm về trước rồi. Thì cô qua nhà của con gái út cô, thì con gái út cô cũng ở với chồng và có mấy đứa con, là mấy đứa nhỏ đang ở với cô đó. Thì sau một thời gian ở thì con của cô á, là con gái cô á, có chồng khác, rồi người con rể thì cũng có vợ khác, cho nên nó là cô bị đuổi ra khỏi nhà. Thì lúc mà cô bị đuổi ra khỏi nhà thì bốn đứa cháu ngoại là đi theo cô để mà sống, mà không chịu ở với ba mẹ, tại vì nghe nói là ba với mẹ đều có gia đình riêng, thì ở với bên ba cũng không được mà ở bên mẹ cũng không được, cho nên nó là mấy đứa nhỏ không chịu, mấy đứa nhỏ đòi đi theo bà ngoại ở. Và cứ thế là bốn đứa cháu với bà ngoại là lang bạc ở khắp nơi nhiều năm nay cô chú anh chị. Và tới bây giờ thì có một cái chòi là người ta mới dựng cho để ở đỡ, và trên cái đất này cũng là đất đậu của người ta. Cô Lấn thì cổ rất là thương mấy đứa cháu, cổ đem mấy đứa cháu theo á, thì mấy bà cháu cũng bữa đói bữa no, cô cũng cố gắng đi làm, ai mướn gì làm đó để kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Và mấy bà cháu giống như gọi là ở bờ ở bụi luôn cô chú anh chị, không có một cái chỗ ở nào mà cố định hết á. Và ở bờ ở bụi như vậy á thì không có nước sạch để xài, toàn bộ là xài nước sông thôi, cũng không có điện gì cả hết. Sống lang bạc cho tới ngày hôm nay. Thì hôm nay Yến đến được thăm, biết được cái hoàn cảnh này cho nên Yến đến thăm, và Yến cũng có nhận được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân để tặng cho gia đình, số tiền là 3.400.000 đồng. Thì trong đó là có chị Vũ Viên Phạm ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, chị Mạnh Thường Quân ở Tây Đức gửi tặng 500.000 đồng, chị Gia Linh gửi tặng 500.000 đồng, cô Lisa ở Atlanta Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Như Dương, chị Hương Quỳnh ở Sài Gòn gửi tặng 500.000 đồng, chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 200.000 đồng, anh Peter Sang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, và anh Trách Kỳ Sang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, và tổng số tiền là 3.400.000 đồng. Nha, Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tặng phần quà này cho gia đình. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vô thăm hoàn cảnh của năm bà cháu. Rồi cô chú anh chị nghe gia đình nói chuyện mình sẽ thấy rất là thương, rất là khổ luôn. Dạ. Dạ chào cô. Dạ. Chào cô. Chào mấy đứa, chào cô. Dạ. À, cô là cô Lại Thị Lấn. Dạ, dạ cho con đeo cái này lên áo cô nha. À. Dạ. Rồi, cô ngồi đi cô. Dạ. Đây mấy đứa cháu đó ha cô. Dạ mấy đứa cháu đó cô. Này cháu ngoại hay cháu nội? Ngoại. Cháu ngoại hết. Dạ. Dạ cháu ngoại hết, là bốn đứa. Bốn đứa. Là cùng chung cha mẹ dạ, luôn. Dạ cùng cô. Chung cha mẹ luôn á. À. Trời ơi cưng ông, bốn đứa con gái luôn, bốn đứa cháu ngoại luôn. Ờ bốn đứa cháu ngoại luôn. Với bà ngoại mà bây giờ ở cái chòi bằng cao su vậy nè. Nguyên một cái chòi toàn bộ bằng cao su. Ồ nóng quá. Nóng nhiều lắm cô, mà đi bằng ngày ở bà Bảy không á. Bằng ngày ở ngoài nhà ta. À ở nhà ta tối vừa ngủ. À dạ, yeah, với qua bển chơi với dạ, vậy ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ ngồi xuống đi con ơi, mấy đứa ngồi xuống nha. Dạ. Yeah. Cô Lấn năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 60 rồi cô. Cô 60 rồi. Dạ. Dạ rồi cho con xin hỏi thăm á, là cô lúc trước ở đâu mà sao tự nhiên giờ này dựng cái chòi ở đây vậy? Lúc đó em ở, con tôi ở Gạch Thu. Gạch Thu. Rồi cái chồng có vợ bé.
Đất cát nó cố nó sang hết rồi. À lúc trước là cô hồi xưa giống như cô ở nhà chồng của cô. Ừ, nhà chồng. Rồi sau ở chồng cô là có vợ khác. Ừ. Rồi sau cô về bên đây hả? Rồi cái đi theo mẹ nhỏ này nè. Mẹ của nhỏ này giữ cho bé nó đi làm, hai chồng đi làm. Dạ. Làm thời gian. Thời gian đó nó có của nó có vợ bé vợ mọn. Nó quýnh đập vợ nó. Rồi vợ nó bỏ đi. Dạ. Đi có chồng khác. Rồi tôi cũng ở nhà nó nuôi mấy đứa này cho tới lớn. Đi là lúc nhỏ này mới có 2 tuổi à. Nhỏ này mới 2 tuổi à. Nhỏ này mới 1.5 tuổi à. Nhỏ đó 2 tuổi. Dạ. Rồi cái tôi ở tôi nuôi cho tới đâu 3 tuổi gì đó. Cái bắt đầu nó có vợ bé gì cái nó chữ tôi cũng đuổi tôi đi. Cái tôi đi. Đi cái mấy đứa này nè theo tôi hết. Dạ. Đó, theo tôi hết thì cô nhắm bồng ai bỏ đâu. Bế bồng nuôi bốn để thêm 4 đứa cháu đi theo vậy luôn. Ra khỏi nhà mà 4 đứa cháu đi theo bà ngoại vậy, đi theo bà ngoại luôn. Rồi bây giờ không còn nhà cửa gì hết, không còn nhà cửa hết. Mấy bà cháu ở đâu? Ở ngoài ở đậu người ta thời gian đó gì anh nay cái ở ngoài trời vậy đó bà bảy á. Dạ. Thấy gì các bà treo cho cái liều ở đó. Giống như đi ở đậu chỗ này chỗ kia. Dạ, ở đậu rồi xong cái người ta thấy thương người ta cho cái liều. Dạ. Dạ. Rồi mấy bà cháu vô liều ở. Dạ. Rồi sao mà bây giờ bắt đầu là dựng cái chòi này. Dạ. Hồi trước khi dựng cái chòi này là cô ở chỗ nào, giống như chỗ nào? Chỗ nào, chỗ này, ở đây cũng ở đất miếng đất này luôn. Ở đây cũng đâu gần tháng mấy 2 tháng vậy rồi bảy đó cho cái liều. Vậy lên đó. À là cái liều giống vậy cái này đó ha. Cái liều này là toàn bộ là bằng cao su hết nha cô chú anh chị. Là cái miếng cao su dựng lên. Và có mấy cái cây tre này làm thành cái khung nè. Đó, toàn bộ là mấy cây tre bằng cái khung. Đó, mà nóng quá chừng. Nóng dữ lắm cô ơi. Thật sự cái này là nó rất là nóng nha cô chú anh chị. Nhà lá mình ở còn đỡ đỡ chứ mà nhà có nhà lá mình ở nó còn đỡ đỡ. Vậy đỡ đỡ. Còn cao su này rất là hầm. Tại vì nó bí á cô chú anh chị, nó kín mít hết. Đó, mà bốn bà cháu bây giờ ngồi nói chuyện mà mồ hôi không nè. Cô chú anh chị coi đó. Thấy hương không? Vậy là ban ngày á là ở bà bảy như chịu không nổi chạy qua nhà hàng xóm rồi người chơi vòng vòng nha. Dạ, rồi cô Lấn là bình thường mình làm công việc gì cô? Rồi làm mướn không à cô? Làm mướn mà ăn mướn cô này. Làm gì? Những gì cỏ hay là lặt nhãn rồi vậy đó. À, còn nuôi mấy đứa này làm vườn, làm cỏ rồi đó ha. Dạ. Năm nay 60 tuổi rồi. 60 tuổi rồi đó. Dạ. Rồi ngày nào cũng đi làm hả? Ngày nào ai mướn gì tôi cũng làm chứ. Dạ. Mình làm là vậy là người ta trả mình ngày được nhiêu? Ngày được 200. Ngày được 200. Dạ. Mà nuôi hết cô với 4 đứa nhỏ hết 5 miệng ăn rồi. Dạ. Ngày, ngày 200. Mà bữa nào cũng có không hay là bữa không, có bữa không? Chừng 5-10 ngày ta mới kêu mận ngày vậy đó. Vài bữa mới có ngày. Ừ. Rồi mấy bữa mà không có việc làm mà không có gì ăn luôn đó rồi lấy cái gì mình ăn nước mắm rau rác luộc bậy vậy ăn. À bẻ rau bẻ rác rồi chén mắm vô mấy bà cháu ăn vậy đó. Mấy bà cháu ăn vậy đó. Dạ. Rồi coi như là hồi xưa là cô ở với chồng cô, sau rồi là ở bên nhà chồng. Dạ. Rồi cái nhà chồng là chồng coi như là chồng có vợ khác thì cô mới là gai riêng. Dạ. Dạ. Giống như là chồng cũng khó chịu với cô đúng không? Dạ. À, lúc trước có bị quýnh đập hay chửi bới gì không? Quýnh dữ lắm. Chồng cô quýnh cô hả? Ừ, nó uống rượu nó quýnh dữ lắm cô ơi. Dạ. Rồi tôi cũng không bỏ nó, tại vì có con rồi cô. Tôi cũng không bỏ, tôi đeo tôi ở, tôi gả cho 3 đứa hết trơn. Dạ. Tôi có 3 đứa con gái đó. Dạ. Tôi gả hết. Gã hết từ mấy ông thành chữ với tôi mới bỏ. À, cô bỏ đi. Ừ. Rồi qua nhà của người con gái của cô. Ừ. Là ba mẹ của mấy bé này. Rồi ở một thời gian cái hai vợ chồng của con của cô đó, của người con gái cô là có người có chồng, người có vợ hết. Rồi cái cô cũng ở được thời gian cũng gán con nuôi 4 đứa nhỏ. Gán nuôi 4 đứa nhỏ cái sao đuổi đi, nó gì nó có vợ nhỏ. Người con rể không cho cô ở. Rồi có vợ bé cái gì đuổi đi. Rồi 4 đứa nhỏ đi theo. Nó đi theo luôn. Thấy hương quá rồi. Ừ. Coi như là từ lúc mà ra khỏi nhà con rể tới nay là bao lâu rồi cô? Người ta đi ra cũng 4-5 năm rồi ạ. À. Mấy bà cháu sống cù bắp cù bơ vậy 4-5 năm rồi. Ừ, sống vậy đó. Dạ. Trời ơi, thấy thương không? Rồi coi như là cứ ở đậu ở đây ở đó rồi ở dựng chòi, ngủ chòi, ngủ bụi đó. Không đó. Ngủ bờ ngủ bụi bữa giờ 4 mấy năm trời. Ừ. Dạ, mấy năm trời nay là coi như một mình cô là nuôi mấy đứa nhỏ. Rồi mẹ của bé rồi ba bé có gửi mình không có tiền. Gửi gì chứ, không có gửi tiền, không thăm lôm gì chứ. Dạ, không thăm lôm gì hết. Ừ, đó. Dạ. Rồi bây giờ cho con hỏi thăm mấy đứa nhỏ cái ha. Dạ. Rồi cho hỏi con gái lớn đi, con gái lớn con tên gì con? Dạ con tên Linh. À con tên Linh ha. Dạ. Rồi con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12. Bà ngoại có cho con đi học không? Dạ không. À, không được đi học hả? Rồi con có muốn đi học không? Dạ có. Con muốn đi học hả? Rồi hồi trước đây con có được đi học không? Dạ có, lúc ở với mẹ thì con có đi học. À, học tới lúc đó là lớp mấy rồi con nghỉ? Dạ lớp 4. Học tới lớp 4 rồi nghỉ. Dạ. À 12 tuổi mà học tới lớp 4. Dạ. Hả?
bây giờ là 12 tuổi. Có nghĩa là mới ra khỏi mẹ khoảng 1 năm nay rồi mà, phải không cô? Ừ. Sao nãy cô nói không, nó đi theo tôi là nó ở với mẹ là nó mới có đâu 8 9 tuổi gì à. Nhưng mà 8 9 tuổi thì lúc đó mới lớp 2 à, lớp 2 à. Dạ. Ừ. Cô biết không, tại vì nó mần khai danh lộn á. Rồi cho nên năm nay nó mới 12 tuổi, không phải năm nay 14 tuổi rồi. À, mần có nghĩa là cái giấy trên giấy tờ đó là ghi 12 tuổi nhưng mà thật ra là con đã 14 tuổi rồi. 14 tuổi rồi đó. À, con 14 tuổi rồi. Rồi, rồi coi lúc như lúc trước cũng đã học cái lớp 4 nhưng mà từ ngày theo bà ngoại là không có được đi học nữa ha. Dạ. À, rồi ở nhà con có tiếp bà ngoại làm gì không? Dạ có. Con làm gì? Dạ ngoại kêu gì con làm đó. À, có nghe nói có đi tiếp đi làm mướn có, đó. Có, nó có làm mướn rồi đó mướn cô. Là con đi tiếp con làm cái gì con? Dạ con mặn cỏ với lặt nhãn phụ ngoại. À, đi mặn cỏ với lặt nhãn phụ ngoại vậy ha. Rồi người ta có cho con tiền không? Dạ có. À, vậy hả? Dạ. Rồi sao mà con không ở với ba mẹ mà con đi ở với ngoại vậy? Con ở với ba mẹ không nổi. Sao vậy, sao không nổi? Ở với cha thì mẹ quýnh. Ở với cha thì mẹ quýnh. Rồi ở với mẹ thì sao? Bị cha ghẻ quýnh. Trời ơi. Ở với mẹ thì bị cha quýnh. Cha ghẻ quýnh hả? Rồi ở với cha thì bị mẹ ghẻ quýnh. Trời ơi trời. Rồi cho nên là ở không nổi rồi đi theo bà ngoại ha. Rồi đi theo bà ngoại, bà bị có bị bà ngoại quýnh không? Dạ không. Rồi bà ngoại có làm gì con không? Có la con không? Dạ không. Thương bà ngoại thôi phải không? Dạ. Rồi đi theo bà ngoại ha. Rồi đi bà ngoại không có cơm ăn rồi sao con đi theo bà ngoại hoài vậy hả? Con không biết. Hay gì con mến ngoại nhỏ con. Mến ngoại hồi nhỏ rồi. Dạ. À, đi theo bà ngoại mặc dù là đói nhưng mà cũng bà ngoại cũng thương. À, thấy thương mấy bà cháu quá thiệt á. Tội nghiệp quá à. Đi theo ba thì bị mẹ ghẻ quánh, đi đó. Theo mẹ thì bị ba ghẻ quánh. Đó. À, rồi bây giờ chỉ có đi theo bà ngoại mới là được bình yên thôi ha. Dạ. Dạ. Gái này là lớn nhất trong đám ha con. Dạ, ha? Lớn nhất trong đám. Rồi đứa nào đứa này kế? Đây. À, đứa này kế đó hả? À. Dạ. Con tên gì con? Tên Lượm. Con tên Lượm hả? À, rồi bé Lượm con năm nay con nhiêu tuổi rồi con? 10 tuổi. Con 10 tuổi hả? Rồi con có được đi học không? Không có được đi học luôn. À. Thấy trong nhà có cái ba lô phải không? Cái ba lô đó là của đứa nào? Nè nè, cái này nè, cái ba lô nè, cái túi đồ. Nhỏ cái đó là túi đồ thôi, không phải là ba lô. À, không có được đi học luôn, coi như bốn đứa bây giờ là không có đứa nào đi học hết. À, rồi lúc trước con có được đi học không? Dạ có. Lúc trước con học tới lớp mấy? Lớp 2. Con học tới lớp 2, rồi là đi theo bà ngoại luôn, tới giờ là không có được đi học nữa. Dạ. À, rồi con có nhớ ba mẹ con không? Sao vậy, sao không nhớ ba mẹ vậy? Con ở cha mẹ. Ừ? Không ở cha mẹ. Không ở với cha mẹ hả? À, rồi con thích ở với ba mẹ hay thích ở với bà ngoại? Ở với ngoại. Ở với ngoại hả? À, rồi lúc trước ở nhà ba mẹ có bị quánh không? Dạ có. Nhà hả? Là ai quánh con? Cha. Cha sao hay là cha con? Cha. Cha sao quánh con nha. Thế thường mà con có muốn đi học không con? Dạ muốn. Muốn đi học hả? Dạ. Dạ muốn đi học lại ha. Rồi bé kế nè. Ờ, nhìn mặt thấy lanh lắm nè. Rồi con tên gì con? Tên Thỏ. Tên Thỏ hả? Rồi tên thiệt kìa, tên thiệt rồi tên gì? Dạ Bảo Anh. Bảo Anh, trời ơi tên đẹp lắm rồi, tên Bảo Anh đó. Mà ở nhà là tên Thỏ ha. Nhìn cái mặt thấy lanh quá, coi như bé này là cũng không được đi học luôn ha. Rồi con thích ở với bà ngoại hay là con thích ở với ba mẹ con? Con thích ở với bà ngoại. Sao vậy, sao không ở với ba mẹ? Con ở hồi nhỏ với ngoại không quen rồi. Ở với bà ngoại nhỏ lớn quen rồi. Dạ. Rồi giờ có muốn về ở với ba mẹ không? Không. Rồi ở với bà ngoại rồi lỡ không có cơm ăn rồi sao? Con muốn đi theo ngoại. Con muốn đi theo ngoại thôi. Ờ, thấy cưng quá trời ơi. Cưng quá. Rồi có muốn đi học không con? Muốn. Muốn đi học nha. Dạ. Ôi giỏi quá. Rồi đây là bé Út nha. Dạ, Út năm nay nhiêu tuổi rồi con? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi rồi. Rồi con muốn đi học không? Muốn. Muốn đi học ha. Rồi con có muốn về ở với ba mẹ không? Không. Ở với bà ngoại thôi. Sao thích ở với bà ngoại quá vậy? Nó thích ở với ngoại à. À, thích ở với bà ngoại à. À, đứa nào cũng thích ở với bà ngoại hết á. Bây giờ coi như là ba mẹ là đi hết rồi. Yeah. Rồi chỉ có một mình bà ngoại rồi. Yeah. Bà ngoại làm ngày có 200 ngàn à. Mà không phải có hoài để làm nữa. Rồi coi như bữa đói bữa no. Dạ, yeah, vậy. Người cứ vậy hoài luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi coi như là từ lúc mà ra khỏi nhà của người con rể tới giờ là 4
năm bà cháu là cứ lang bạc. Ờ, lang thang vậy đó. Dạ. Không có nhà, không có cửa hết trơn cô ơi. Dạ. Rồi cái miếng đất này mình ở là cũng là đậu của người ta. Đậu của người ta. Đất này là đất đậu. Đậu của nhỏ em á, tới tháng 6 này dì đã cất từ nhà rồi. À. À, là của người em của cô. Dạ. Rồi cô nói là cô có ba người con tổng cộng, thì một người con gái là mẹ của bốn đứa này. Út. À, còn hai người con còn hai người kia nhỏ thứ hai, nhỏ thứ ba. Dạ. Đó. Rồi hai người đó có lo cho cô không? Không, nó cũng có nghèo lắm cô ơi, nó có chồng nghèo lắm. Cũng có gia đình rồi nhưng mà cũng nghèo, nên nghèo. Không có giúp được. Không có giúp được. Rồi mẹ của bé là không có gửi tiền. Không có gửi tiền mà không có gì hết trơn. Cha nó cũng vậy. Khổ quá à. Rồi, bây giờ là ở đậu trên cái đất người ta mà chỉ là dựng một cái chòi thôi. Dạ. Cái chòi bằng cao su thôi. Dạ. Rồi nước làm sao cô, nước thì xài? Nước xài nước sông không? Nước xài nước sông xong rồi uống nước. Uống nước thì tôi có tiền thì mua nước á, mua thùng nước á. Dạ. Vì uống còn không có thì thôi. Không có cũng uống nước sông luôn. Không có thì lỡ rồi bẫy xin nước cây đó. Dạ, xin nước về uống. Rồi điện. Điện cũng không có luôn cô. Không có điện luôn à. Trong nhà là không có bóng đèn nào hết. Rồi tới tối rồi, buổi tối rồi tối hư rồi sao mấy bà cháu? Ở ngoài đó người ta gọi đèn vô đó. À. Đèn đường đó. Nhờ cái đèn đường ở ngoài đường nó chiếu gọi vô rồi đỡ thôi. Dạ. Dạ. Rồi coi như là giờ là mấy bà cháu là tối là coi như là trong nhà không có gì hết. Mà nước thì cũng không có để xài. Dưới đất là nền đất. Yeah. À, ở đây con thấy là có hai cái giường mà một cái giường hình như để đồ hả con? Dạ, giường để đồ, giường ngủ. Giường này ngủ là năm bà cháu ngủ trên đây luôn. Năm bà cháu ngủ hết luôn đó. Trời ơi, hồi lúc trước ở nhà ba mẹ đỡ không mà ba mẹ nó cũng nghèo mà thời gian cũng khá. Rồi cái nó khá cái nó thành chứng á. Giờ bé giờ mọn đủ thứ hết. Rồi cái bắt đầu nó mới quýnh đập nó thô đi. Rồi mẹ nhỏ này nó đi kiếm chồng khác. Rồi cái ở với cha nó thời gian đâu cũng lâu lâu à. Rồi cái bắt đầu nó quậy nó đuổi tôi đi, cái nó đi theo tôi luôn. Mấy đứa nhỏ không ở với ba mà đi theo bà ngoại vậy luôn. Là tại vì bà ngoại đã chăm từ nhỏ rồi. Từ nhỏ từ trong bụng mẹ ra luôn á. Bé này là năm nay là 6 tuổi là bé Út nè. Mà cô nói là mẹ bé là bỏ đi hồi lúc bé mới 1 tuổi rưỡi à. Mới tới 1 tuổi rưỡi. Mà cô đã chăm từ hồi nhút nhỏ xíu tới bây giờ. Đó bây giờ đó. Bây giờ là bé là 6 tuổi có nghĩa là đã bỏ đi là coi như mấy bà cháu là coi như là 4 5 năm là đúng rồi đó cô chú đúng chị. Rồi đó. Đó. Dạ. Thấy thương quá chừng luôn á. Nên cho con coi thử cái nhà cái chòi này là lúc trước ai dựng cho cô? Chú có 7 tháng à, nhờ chú ở hàng xóm là dựng cho mình ở đó ha. Dạ. Chứ lúc trước là cũng là chòi luôn. Dạ. Đó cô chú anh chị, cái chòi này là nó mình nhìn mình tưởng cái nhà nhưng mà ra toàn là bằng mấy cái miếng bạc này nha cô chú anh chị. Mấy miếng cao su mà có mấy gia đình trước có bị dọn người ta mua về người ta che đó, là cái miếng này đó. Đó là toàn bộ bằng cái miếng này hết, nguyên cả một căn nhà luôn, không có một miếng lá nào hết. Cho nên cái miếng này thì nó rất là kín, cho nên là buổi trưa nắng như vậy sẽ rất là nóng. Dạ, nhưng mà cái này á là qua 1-2 mùa mưa là cũng nó cũng ben 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 à. Dạ. Đây nè, như cái miếng này là cô chú anh chị thấy là chỉ có một thời gian là nó sẽ là bắt đầu hở ra từ nó từ rồi hết. Nó đang tưa dần, là chỗ này là nó đã hở rồi nè, cô chú anh chị nó đã tưa nè. Đó. Dạ. Rồi cái này người ta cho khuôn cũ nè cô, rồi tôi dừng đó. À, cái miếng bên đây là miếng cũ đó. Ừ, miếng cũ người ta cho đó cô. Dạ. Ở dưới thì là nền đất nè cô chú anh chị. Mưa nó có tràn vô không cô? Chưa có mưa cũng chưa biết nữa. À, cái chòi này mới dựng đây thôi. À, mới dựng đây. Ở trước cũng là chòi luôn mà chòi khác nữa. Dạ. Dạ. Đó, rồi bây giờ vô trong nhà thì có hai cái giường mà một cái giường này hình như là em thấy nó xét một giường này người ta cho. Dạ. Giường này cũng ta cũng cho. Dạ. Rồi ngủ thì ngủ mấy bà cháu ngủ bên giường này. Dạ, ngủ bên giường này, còn đó là để đồ đó. Trong nhà là coi như là chỉ có được hai cái giường, một cái giường để đồ, một cái giường là để ngủ. Với lại ít quần áo của mấy bà cháu thôi cô chú. Ta cho không đó. Không có một cái gì hết. Không có gì hết trơn. Rồi đây là bếp núc thì cũng có, khu vực bếp núc thì cũng có nhiêu đây thôi. Có chút xíu vậy thôi. Dạ. Rồi chỗ này là để thay đồ, để treo đồ, để thay đồ thôi. Rồi ở trên cũng vậy cô chú anh chị thấy không, toàn bộ là cao su nè, ít bùn hết trơn, nó rất là nóng luôn. Vô trong nhà này nóng lắm cô ơi, hầm lắm. Vô mấy cái nhà lá nó còn đỡ nha cô chú anh chị, vô mấy cái nhà kiểu cao su như vậy là không có khe hở, nóng cực kỳ. Rồi gối ngủ đâu cô? Có gối không có luôn. Không có gối để ngủ luôn. Không. Nằm sao? Nằm dưới không? Nằm thẳng gì luôn đó ha. Được, có cái mấy cái mền để đắp vậy đó hả cô? Mấy cái mền để đắp vậy. Rồi không có điện cho nên không mở quạt được luôn cô chú anh chị. Không có điện, không có gì hết chứ. Rồi bữa nay mấy bà cháu ăn gì cô? Có gì đâu, ăn sáng chưa ăn cơm nữa. Không có gì ăn. Rồi sáng giờ con ăn gì? Sáng giờ con ăn gì? Ăn mì. Con mì hả? À, mì đâu con ăn? Chú Linh cho.
mì của chú cho hả? À, là cũng mấy cái cô chú đó sớm người ta thương người ta cho đó. Bữa nay là không có gì để ăn không luôn. Có gì ăn. À, mấy ngày nay là có ai mướn gì làm không cô? Không, mấy ngày nay không ai mướn gì chứ. À, chưa có vô vụ bẻ trái cây đó ha cô ha. Dạ. Yeah. Chưa có ai mướn mà. À, ơi, thương không cô chú anh chị là có cái giường với có cái chiếu với mấy cái mền để ngủ thôi, không có cái gối để ngủ. Không có gối để cho mấy nhỏ nằm. Trời ơi, cái gì mà khổ quá. Tự nhiên mấy bà cháu là coi như ở nhà nào cũng bị đuổi ra hết trơn rồi bây giờ. Đuổi ra rồi bây giờ không có gì hết thì ra dựng hết cái chòi này tới cái chòi kia để ở. Nha. Hồi lúc thời gian đầu mới ra khỏi đó là ở đâu cô? Thời gian đầu á, ra ở nhà mẹ nhỏ này nè. Không, thì từ lúc mà ra khỏi nhà của mẹ bé này đó là cô ở đâu? Ở lang thang vậy đó. Lang thang, hết cái chỗ này tới cái chỗ kia. Cứ ai cho dựng cái chòi ở đâu là ở đó. Ở đó vậy đó. Vậy mà sao sống được tới bây giờ 4-5 năm cũng hay lắm á. Cũng đi mần đó cô. Dạ. Mần người ta thấy người ta cho đồ, cho gạo, cho đồ vậy đó. Dạ. Bà cháu ăn, có gì ăn nấy vậy đó. Rồi lúc mấy đứa nhỏ bệnh hoạn đồ sao cô? Bệnh hoạn thì cũng như mần có tiền đó. Rồi tôi mua thuốc dĩ á. Dạ. Mua lần 2-3 dĩ vậy đó. Để trong nhà miễn nó hôi, nóng nóng rồi cho nó uống vậy đó. Rồi cứ vậy sống qua ngày vậy đó. Sống qua ngày đó cô, ông trời cũng giúp. Dạ. Thì cái cô vậy đó. Cũng đỡ là chỉ là giống như bệnh nhẹ nhẹ cảm sốt rồi thôi. Cảm sốt rồi thôi vậy đó. Cũng mừng. Trời ơi, đã cái cảnh khổ này mà mấy đứa nhỏ mà bị gì nữa hay là cô bị gì nghe. Nhất là cô nè, mai mốt là cô năm nay đã 60 rồi. Rồi mai mốt rồi không biết ai lo cho mấy đứa cháu nữa nè. Bởi vậy. Hy vọng là cô khỏe mạnh ha để lo cho mấy đứa cháu. Dạ. Như nhờ được mấy bé lớn này nè. Cũng nhờ con gái không à, bởi vậy mà đứa nào cũng ngoan, cũng hiểu chuyện hết á, cũng đỡ vậy đó. Dạ. Đứa nào cũng ngoan, nhất là bé lớn này nè, rất là giỏi là rồi đi làm mướn tiếp bà ngoại rồi đi bẻ làm cỏ rồi đi bẻ nhãn nữa. Con ơi, nó sập cái vàng này là chết nha con. Cái vàng yếu xìu à. Bằng mấy cây tre không à mấy đứa. Nó yếu xìu ha. Rồi ông bảy ông dựng đỡ vậy đó. Dạ. Rồi nước thì xài nước sông. Nước sông ở sau nhà nước sông thách lên lóng nước lóng phèn xài vậy đó. Ừ, nước sông lên mấy bà cháu lóng phèn xài. Rồi nền thì cũng ở đậu của người ta luôn. Ở đậu tháng 6 này là người ta đuổi nè. Tháng 6 người ta đuổi rồi. Phải kiếm chỗ về đi tiếp nữa. Dạ. Quá trời khổ cô chú anh chị. Giờ cô có mong ước gì không cô? Tôi cũng mong ước cho cô giúp được cho tôi cái nhà đồ ăn tôi bà cháu tôi ở vậy đó. Dạ. Thì bữa nay là con đến thăm cô thì con sẽ quay video gia đình mình chia sẻ. Thì con mong là qua video ngày hôm nay sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa hỗ trợ cho gia đình mình ha cô ha. Dạ. Con không có dám hứa nhưng mà con hy vọng là cố gắng giúp được cái gì cho cô thì cũng cố gắng để đỡ được phần nào nha cô ha. Dạ. Nhưng mà trước mắt ngày hôm nay con đến thăm cô thì cũng có một món quà của Mạnh Thường Quân nhờ con gửi tặng cho mình nha cô ơi. Dạ. Mạnh Thường Quân có nhờ con gửi tặng cho mình số tiền 3.400.000 đồng. Đây con xin thay mặt Mạnh Thường Quân gửi tặng cô nha. Dạ. Nhận được số tiền này cô mừng không? Mừng, rất cảm ơn cô. Dạ, này của Mạnh Thường Quân nhờ con trao cho cô. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, em rất là, tôi rất là cảm ơn. Dạ. Thì nhờ trước mắt mình có cái số tiền này mình trang trải trước ha cô ha. Dạ. Lo cho mấy bà cháu trước nha. Dạ. Rồi với lại mua nước uống ha. Dạ. Mua nước uống với đồ ăn gạo rồi đó để sẵn ở trong nhà ha. Để lúc không có mình còn ấy. Dạ. Đó, rồi giờ trước mắt như vậy đi. Thì con hy vọng là qua chia sẻ ngày hôm nay thì Mạnh Thường Quân sẽ thương và giúp cho bà cháu của mình nha cô ha. Cố gắng giúp cho tôi cái nhà để cô mang ơn. Dạ, con thì con không dám hứa tại cái con là người truyền lời thôi, đưa tin cho cô thôi ha. Nhưng mà Mạnh Thường Quân thương giúp cho cô thì con cũng rất là mừng lắm luôn đó nha. Dạ. Vậy con cũng chúc cho mấy bà cháu được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nhìn mấy bà cháu thấy thương quá trời luôn thật sự. Mấy năm trời mà lang bạc sống bờ sống bụi đây, ngày đây mai đó đủ nơi hết. Cái chòi này mới dựng đây là 1-2 tháng nay thôi đúng không cô? Là cái lều chòi này là mới dựng đây thôi của chú chị. Trước đó là hết cái chòi này tới cái chòi kia, cái chòi nọ. Cứ cái chỗ nào mà người ta cho ở đầu đó, cứ ở đỡ vậy đó. Lúc mà ở đầu bên cồn thì cái nhà nó hư rồi. Dạ. Đỡ không được. Rồi tôi mới đi qua đây. Ở đây 7-8 giờ ở ngoài trời không. Ngủ sương tối, ngủ sương lạnh chết vậy đó. Bà cháu. Mà có chỉ có mền một đó. Người ta thấy gì người ta cho. Ta cho thêm cái mền. Rồi cái bà cháu đắp. Cái này cho mấy miếng nó dựng vòng vòng bù dạc á cho đừng có gió á. Dạ. Rồi cái bà bảy thấy gì cái mà mấy mưa che cho cái liều. Chứ không có chỗ ở. Thôi gán đi cô ha. Dạ. Gán cho cô ơi. Dạ. Cố lên. Nói mình nên cô là
dở dựa cho mấy đứa nhỏ à. Giờ mà không có cô mà không lo nữa thì không biết mấy đứa nhỏ này như thế nào. Thiệt. Tội nghiệp quá, ở với ba với mẹ thì ở không có được. Ừ. Ở không có được nha. Vợ cha ghẻ quýnh, rồi vợ nhỏ quýnh, mẹ ghẻ quýnh nữa, ở đâu có được. Dạ. Yeah. Tôi vậy đó. Yeah, thôi con còn chúc cho cô với mấy đứa nhỏ được nhiều sức khỏe nha cô. Yeah. Ha, mình cố gắng lên nha cô. Yeah. Ha. Yeah. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình có vào thăm hoàn cảnh của cô Lấn với lại bốn đứa nhỏ. Cô chú anh chị thấy thương hoàn cảnh mấy bà cháu dễ sợ luôn, coi như 4-5 năm nay là mấy bà cháu lưu lạc ngày đây mai đó, sống bò sống bụi ở chòi ở đậu của người ta hết chỗ này tới chỗ kia. Bây giờ mới có cách đây khoảng 1-2 tháng là được người ta giúp đỡ cho làm cái chòi cao su như vậy nè để ở. Nhưng mà nóng nực quá chừng cô chú anh chị, bây giờ là vô cái mùa nóng á chịu không có nổi luôn. Ban ngày thì phải đi qua nhà người ta xin ở nhà người ta để tránh nóng, buổi tối thì mới về đây ngủ. Mà cô chú anh chị thấy ở trong chòi không có cái gì chứ, có một cái giường, giường thì chỉ có một cái chiếu với một cái mền, hai cái mền thôi à, nó không có gối để ngủ nữa, rồi với mấy bộ quần áo thôi. Mấy bà cháu không có gì hết mà sống mấy năm trời nay rồi, cũng nhờ cô Lấn á thì cô cũng rất là thương mấy đứa cháu, cũng cố gắng đi làm, ai mướn gì cũng làm hết á để lấy tiền nuôi mấy nhỏ sống qua ngày. Dạ, Yến cũng không thể tưởng tượng được làm sao mà mấy bà cháu trong mấy năm nay á không nhà không cửa mà có thể sống được tới bây giờ. Cô chú anh chị thấy thương hết biết, và không có nước sạch để xài nữa, toàn bộ là xài nước sông thôi, và cũng không có điện luôn của chú anh chị, tại vì không có nhà cửa thì không thể nào có điện được hết á. Dạ, rất là khổ luôn. Nãy nghe cô nói cái hoàn cảnh của cô á, hồi lúc trước là có chồng rồi cũng bị chồng chửi bới đánh đập, chịu không nổi rồi bỏ đi qua nhà của người con rể ở với con gái với bốn đứa cháu. Rồi sau đó thì vợ chồng của người con của cô có đều có gia đình riêng. Rồi mấy đứa nhỏ đi theo ba thì bị mẹ sao quánh, đi theo mẹ thì bị ba sao quánh. Rồi nghe mấy đứa nhỏ nó nói chuyện mà nó khóc, mình chịu không nổi luôn cô chú anh chị, thấy rất là dễ thương. Hoàn cảnh quá khổ. Mấy đứa nhỏ thấy bà ngoại đi như vậy, ở không có cơm ăn nhưng mà vẫn cố gắng đi theo bà ngoại, những thương bà ngoại. Yến cũng rất là mong nhận được sự giúp đỡ của quý cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ thêm cho mấy đứa nhỏ với lại mấy bà cháu. Trước mắt là có một cái mái nhà yên ổn để mấy bà cháu có thể ở. Nhất là cô thì cô năm nay đã 60 tuổi rồi cô chú anh chị. Yến cũng không tưởng tượng được là nếu sau này lúc mà cô già cô yếu rồi á thì ai sẽ phải chăm sóc cho mấy đứa nhỏ này. Dạ, khổ hết biết luôn. Và Yến cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân ngày hôm nay đã gửi tặng phần quà đến cho gia đình. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi các video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.